Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng, dường như những cuộc cạnh tranh quyền lực xung quanh dù chẳng liên quan nhưng vẫn khiến con giáp tuổi Tý cảm thấy bị kiệt sức. Không ai trói buộc bạn trong chiếc hộp này, bạn có thể tự đụng một cái lỗ để chui ra ngoài. Nhìn ở phương diện khác, giai đoạn nhiều biến động cũng mang đến cơ hội chữa lành và tái sinh. Vận trình tình cảm có dấu hiệu bế tắc thậm chí có thể chia ly. Nhưng bạn nên hiểu rằng ngọn lửa dù nóng nhưng cũng là ánh sáng dẫn đường một cánh cửa khép lại là cơ hội để bạn khám phá những góc cạnh cuộc sống khác chưa từng có dịp ghé thăm nhất là khi bách việt chủ đào hoa ghé thăm bạn trong lúc này có thể vì nghe tin bạn chấm dứt mối quan hệ cũ là cơ hội cho một người thầm thương trộm nhớ bạn có cơ hội bày tỏ tình cảm với bạn người ấy có thể mang lại cho bản mệnh nhiều cảm xúc mới lạ nhưng cũng nên để mọi thứ diễn ra từ từ để bạn có thời gian cân bằng trở lại trước khi bắt đầu mối quan hệ mới chút rắc rối xảy ra vào những ngày trong tuần không đáng gì đối với con giáp tuổi Tý khi bạn sẽ được bù đắp bằng việc tài chính được cải thiện tài lộc trở nên rực rỡ hơn khi có chính tài che chở vào cuối tuần. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi Sửu chỉ ra rằng đây là giai đoạn quan trọng với con giáp tuổi Sửu đặc biệt là những ai đang đắn đo trước các ngã rẽ sự nghiệp. Dường như bạn đủ mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, được bày tỏ cảm xúc chân thật trong mình vì bạn biết rằng, có rất nhiều cánh tay xung quanh sẽ sẵn sàng nâng đỡ bạn bước tiếp. Nguồn năng lượng lạc quan, vui vẻ của con giáp tuổi sửu được xem là bệ đỡ tuyệt vời cho sự nghiệp và tình yêu. Bạn còn trần trừ gì mà không chủ động dẫn bước trong mối quan hệ. Người ấy đang rất mong tín hiệu từ bạn đấy. Thiên quan xuất hiện vào đầu tuần là rào cản rất lớn trên con đường bản mệnh thực hiện mục tiêu của mình trong tuần này. Thế nhưng, hãy tin rằng bạn đủ năng lực để vượt qua tất cả, vì thế, dù có buồn phiền một chút thì cũng nên biết chấp nhận đó là gia vị của cuộc sống của bạn mà thôi. Sao tả phủ mang tới sự hỗ trợ cho bạn cần thiết sau khi bạn đã tự tìm cách cứu lấy mình trong các tình huống khó khăn. Mong rằng tinh thần độc lập sẽ giúp đôi chân bạn vững vàng vượt qua tất cả. Tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021 vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi dần cho thấy với bạn tuổi dần lúc này mến chuộng sự ổn định có thể thấy trao đảo thực tại vẫn xoay vần dù bạn có che đi đôi mắt mình vì vậy lựa chọn tốt nhất là học cách đối diện và thích nghi tưởng chừng đã vạch rõ con đường mình cần đi thế nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi con giáp tuổi dần có những nghi ngờ về năng lực của mình hãy giữ bình tĩnh đó chỉ là những xúc cảm thoáng qua nếu có dự định mới trong sự nghiệp nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động Thời gian nửa đầu tuần vô cùng khó khăn với bản mệnh, nhất là khi phải đối mặt với thương quan gây ra tổn thất về tiền bạc lẫn tinh thần. Thế nhưng không có việc gì là không có giải pháp cả, điều quan trọng là ngay lúc đó bạn cần phải bình tĩnh lại, cuối tuần mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ngay khi có sao Thiên Đức xuất hiện trong tuần này hãy vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực của mình, đừng nản chí khi thấy bất cứ trở ngại nào trước mắt đó là cơ hội để bạn phát tài phát lộc. tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, sự nhạy cảm của con giáp tuổi Mão có được chính là món quà mà bạn được ban tặng. Cũng chính vì vậy mà đôi lúc bạn sẽ bị choáng ngợp bởi trí tưởng tượng quá mức của mình. Thế nhưng, chỉ cần tập trung và gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ bên ngoài, bạn sẽ có được câu trả lời mà bản thân tìm kiếm thực thần xuất hiện vào đầu tuần mang tới cho bạn niềm vui trọn vẹn thì bạn cứ tận hưởng nó đi nhé vì những ngày sau đó có khá nhiều sóng gió mà bạn chẳng lường trước được hãy giữ những kỷ niệm vui để làm động lực cho bạn trong cuộc sống dù bạn có trải qua nhiều thăng trầm đi chăng nữa về vận trình tình cảm của con giáp tuổi mão tuần này không được như ý khiến bạn luôn có cảm giác cô đơn ai đang trong mối quan hệ cũng không nhận được sự quan tâm mà bạn mong muốn thậm chí có những cặp đôi đang nghi ngờ tình cảm của nhau và bạn đang cố tìm ra lời giải đáp Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh khiến ai đang ốm cần có chế độ chăm sóc phù hợp hơn mới mong nhanh hồi phục. Ngoài ra, khi điều khiển phương tiện giao thông trong tuần này bạn cũng phải cẩn thận hơn nhé. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Bước sang tuần mới này đang có những tín hiệu tích cực đối với người tuổi Thìn. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt nửa năm qua, giờ đã đến lúc thay đổi. Nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dấn bước và đưa ra những quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi thìn đã có đôi có cặp ngày càng vượng sắc, hai người cùng chí hướng và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Người độc thân có cuộc hẹn thú vị với người khác giới mang lại cho bạn nhiều hy vọng thế nhưng đừng vì thế mà quá vội vã bạn nhé sao giải thần hỗ trợ bản mệnh trừ hung không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc thậm chí nhiều người được thoát khỏi nợ nần tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực những ngày đầu tuần của bạn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp nhưng rắc rối sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tuần trở đi khi mà tỷ kiến khiến bạn dễ tức giận nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn lúc này bạn nên hạn chế cho mượn tiền bạc kẻo bị mất trắng đấy nhé Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tỵ tuần này có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Vì thế, bản mệnh nên tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn ấp ủ, nhất là về mặt tình cảm. Người độc thân đừng ngại bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ. Tuần này giúp con giáp tuổi tỵ nhận ra là giai đoạn gian khó đã ở lại phía sau, giờ là lúc bạn cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để bạn đạt được thành công trọn vẹn hơn. Đặt công việc sang bên, nên là thời gian bạn chia sẻ với gia đình và những người yêu thương. Nguyệt Mã chủ di chuyển khuyên bản mệnh dành chút thời gian cuối tuần để đi du lịch cùng bạn bè hoặc người thân. Nhiều mệnh chủ là nữ giới thể hiện khả năng nội trợ thì tề ra quán xuyến một mình. Những ngày đầu tuần của bạn thuận lợi và thậm chí là có được nguồn thu kha khá thế nhưng cũng đừng nên chủ quan, nhất là khi kiếp tài xuất hiện giữa tuần có thể mang lại rắc rối, có thể đó là việc liên quan tới tình cảm lẫn tiền bạc. Tử vi tuần mới của tuổi Ngọ từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Trong vận trình tuần mới này, lời khuyên của chúng tôi cho con giáp tuổi Ngọ đó là tại một tình huống nào đó, bạn có thể lùi bước để nhìn thấy rõ hơn toàn bộ tình hình và phân tích chúng thật cặn kẽ trước khi đưa ra quyết định. Điều này tạo lợi thế giúp bạn tìm kiếm giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề và mang đến cơ hội phát triển tư duy phân tích của bạn. Tuần mới là lúc con giáp tuổi Ngọ thể hiện được sự tự tin của mình trong chuyện tình cảm. Bản mệnh rất giỏi trong việc thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của người khác qua đó bạn có thể nắm bắt được mong muốn và nhu cầu của người khác để đưa ra một chiến lược có thể đánh trúng tim đen của người mà bạn có tình cảm thiên hình được xem là sao xấu do đó trong tuần bạn nên tránh xa những rắc rối không đáng có liên quan tới pháp luật hoặc các quy định ngặt nghèo đừng chủ quan mà quá tin tưởng ai đó bạn nên tự mình tìm hiểu trước khi xin tư vấn của một người mà bạn cho rằng họ có kinh nghiệm hơn chính ấn xuất hiện vào cuối tuần mới bù đắp được những tổn thương mất mát diễn ra trong tuần của con giáp tuổi ngọ vì thế, dù trước đó có phải đối mặt với rắc rối thì cũng phải mạnh mẽ vượt qua bạn nhé. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Khởi đầu tuần mới này với bạn tuổi mùi cho thấy, bạn hãy thở phào nhẹ nhõm, vì con giáp tuổi mùi đã chính thức vượt qua những giai đoạn cam gâu. Từ lúc này trở đi, con đường trước mắt bạn sẽ bớt gập gành và dẫn bạn thẳng bước đến bến bờ hằng mong đợi không một thế lực nào có thể cản bạn chạm tay vào ước mơ của mình. Lời nhắn nhủ duy nhất dành C, trong vinh quang chớ quên những tấm lòng đã hỗ trợ bạn trong những ngày chắc trở. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi mùi tuần này tràn đầy hạnh phúc khi mà bạn được trân trọng, thương yêu. Những cặp đôi có thể nhân cơ hội này để hàn gắn tình cảm. Ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe của bản mệnh khiến bạn khó tập trung cho công việc trong ngày tuần này. Tình trạng đau đầu, chóng mặt thường xuyên xảy ra là lúc bạn cần đi thăm khám sớm xem bạn đang bị mắc bệnh gì nhé. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Vận trình tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, đang có điểm báo có thể xảy ra chút mâu thuẫn, đòi hỏi bạn tuổi thân phải biết khoan dung và nhường nhịn đừng cố phân định đúng sai vì có những vấn đề nếu bạn hiểu rõ thì bạn càng cảm thông có lỗi lầm của người ấy tuần mới là lúc con giáp tuổi thân có thể lắng mình và khám phá chiều sâu của thế giới nội tâm nếu chưa từng có dịp kiểm nghiệm hiệu quả của thiền định có lẽ đây là lúc phù hợp để bạn bắt đầu tuần mới khá thuận lợi nhất là khi có chính quan giữa tuần giúp bạn dễ đạt được thành công trong công việc thế nhưng vào cuối tuần một số xung đột cũ tìm đường trở lại sẽ khiến bạn không khỏi phiền lòng bằng sự bình tĩnh và sáng suốt, nên giải quyết một lần dứt điểm. Thiên vu các tinh mang tới khả năng học hỏi vô tận cho bản mệnh, hơn nữa, nhờ đầu óc linh hoạt, có tài ăn nói nên bạn cũng rất biết lấy lòng mọi người trong các cuộc gặp gỡ, hợp tác làm ăn. Tử vi tuần mới của tuổi dậu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy, tuần mới này với bạn tuổi dậu, dự báo sẽ có những niềm vui nối tiếp niềm vui, có thể thư giãn và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Mọi điều bạn chạm tay vào dường như đều hóa thành vàng khi bạn có những đánh giá rất chuẩn xác trong các cơ hội đầu tư. Chuyện tình cảm của bản mệnh tuần này không được vui khi vợ chồng thường xuyên giận dỗi vì chuyện không đâu. Hơn nữa, chỉ vì một lời nhận xét tiêu cực của người ngoài cũng khiến bạn phân vân về tình cảm hiện tại của hai người dịch mã chủ về dịch chuyển di chuyển nhiều mang tới cơ hội đi lại mở mang kiến thức cho bạn có thể đó chỉ là chuyến đi du lịch ngắn ngày cũng đủ mang lại cho bạn niềm vui và năng lượng mới thương quan gây hại một chút trong tuần này thôi vì mọi thứ sẽ trở nên êm đềm và tốt đẹp từ giữa cho tới cuối tuần nhờ thái độ chủ động và lạc quan của bạn thậm chí bạn còn đủ xuất sắc đủ biến nguy thành cơ trong tích tắc tử vi tuần mới của tuổi tuất từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Bước sang tuần mới này cho thấy, con giáp tuổi tuất rất khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề. Thiên diêu tương trợ giúp cho mối quan hệ trong công việc cũng tốt đẹp hơn, thậm chí có người có tình cảm với bạn trong quá trình làm việc cùng nhau. Ngoài ra, nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, bạn có được thêm nhiều lợi thế trên con đường thành công của mình nhiều cơ hội gặp gỡ chuyện trò và kết nối sâu sắc sẽ mở ra trong bạn thế giới quan hoàn toàn mới có rất nhiều suy nghĩ mới lạ độc đáo nên bạn có thể đưa ra được những hướng đi mà người khác không nghĩ đến trước mọi tình huống bạn luôn đứng vững bình tĩnh và cởi mở nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để tìm thấy phương pháp tốt nhất chính quan hỗ trợ cho công việc hanh thông ngay từ đầu tuần rất thuận lợi cho những ai có năng khiếu nghệ thuật được phát huy sức sáng tạo của mình nhưng những ngày sau đó thì mọi việc lên bổng, xuống trầm khó kiểm soát, bạn cần bình tĩnh hơn. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi, đang có điểm báo, một số rắc rối xảy ra cũng là một hồi chuông tình thức vang vọng. Bạn có thể khám phá được một cái tôi khác bản lĩnh ít bị cảm xúc chi phối hơn. Sự chuyển biến này rất có ý nghĩa trong giai đoạn bạn phải đương đầu với nhiều thử thách trong cả sự nghiệp của mình. Về khía cạnh tình cảm, những dấu hiệu tình thức rất rõ ràng, đến mức bạn khó lòng không nhận lấy. Năm 2021 đã nhiều lần thúc giục bạn trưởng thành nhanh hơn về mặt cảm xúc nhưng bạn vẫn trốn tránh nên dễ bị tổn thương trong tình cảm. Nỗi cô độc là điều e sợ, nhưng đôi khi bạn cần làm bạn với nó. Tuần này khía cạnh sức khỏe của bạn cũng không được như ý, bạn thường phải lo lắng và hay ốm đau hơn khi di chuyển bản mệnh cũng phải cẩn trọng kẻo nguy cơ có khả năng gây tai nạn đấy nhé công việc thuận lợi nhờ chính quan xuất hiện hỗ trợ cho bạn vào đầu tuần do đó nên tận dụng tốt lợi thế này vì càng về cuối tuần càng xuất hiện nhiều trở ngại khi đó cơ hội để thành công rất nhỏ nếu không muốn nói là rất khó khăn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại